Liêm. Đừng gặp anh thôi, gặp anh là chán luôn á. Ông giống giống cái ông gì đây nè, tôi nhớ nãy giờ tôi ngồi tôi gắng nhớ không chết rồi. Nhớ rồi. Không phải giống cái ông. Đừng nói giống cái ông đại gia nào ở đây nha. Hả? Anh là cù bắp. Nhớ lại rồi bây giờ là tôi rút ngắn lại. Rút ngắn lại thì cũng ra thôi. Thì gặp tôi là mới cái này để coi nhau thì tới nữa cũng đâu có rồi. Mắt tiêu chưa hả? Mắt tiêu hết. Là sao mắt? Vào hư vô hết hả? À, quả đi cầu nổ luôn. Ồ. Á. Cháy đó màu cam rồi. Cháy tới màu cam. Sao nghe báo nói bị đáp rồi đó. Báo động rồi hả? Báo động rồi không biết hả? Không. Trời ơi biết màu cam luôn. Màu còn những cái màu nào nó như thế nào sao kể nghe coi. Vậy. Nó nhiều Nguyễn, màu Nguyễn. Như thế nào sao không? Nguyễn có biết Nghĩa đang nói màu cam là màu gì Nguyễn biết không? Ừ, ấy lưỡi đó nó đang ấy rồi. Để giống ra. Xanh mà đỏ tím vàng đó, đó ha. Mình nhìn không thấy đó. Mình nhìn không thấy mấy ghê cái đời hư không này đó đó. Quý vị không có đơn giản mà mình tu trong cái đời này có một đời kỳ ba này mà mình ấy đâu. Khó thành được hư không lắm. Cái đời này để gì á? Tại vì cái là nó hết là nó hết bỏ luôn tư duy luôn. Làm lại cái mới ngon lành hơn. Cái xe cũ đào tạo là xe mới đúng không? Ừ, chơi ai mà phải xin lại một chiếc xe mới phải không? Còn lâu lắm Nghĩa ơi. Rồi nó báo động rồi đó. Tôi nói đâu mà báo, còn lâu lắm. Đứa bên nó nha, chuẩn bị tôi nói hoài là mấy ông rồi chưa đây nè. Ơi mấy ông chơi có cá độ ngay hai bên thì sao giờ, ví dụ như bây giờ bên này không, bên này không ai, hai ông không ai ăn bên nào hết trơn thì tôi đi chính giữa đi chia ra người gửi cho tôi một vài triệu xài đi chạy chơi cá độ nhau đi ba chính giữa rồi bắt không sao được. Thôi chuyện đó bỏ qua bên đi bây giờ không nghe cô có nè. Những cái mà Nghĩa nói mà nghĩ là thì nói em không hiểu đâu cô không hiểu à. Hay là mua về nhà ăn hay sao chị Nghĩa? Mua về nhà ăn hay là về sao? Nhà mình mua đây tôi cái lẩu ngồi đây ăn nhau ăn đi ngoài chị chú ơi. Ngồi đây đi mình ăn cứ quay. Thích ăn cái gì đó quan trọng là chị với Tina bà ngoại á. Để con đi ra quay nó ồn. Để mình ngồi ăn gia đình đây cũng được. Vậy ai đi mua đi có quen ông sẽ ở đâu? Đâu? Ở đâu? Ăn cái gì á? Lẩu mắm không? Mình ăn lẩu gì bây giờ chứ? Chú ăn lẩu nha. Quan trọng Tina em thích cái gì? Em thích cái gì đi em? Lẩu gì ở đây ngon rồi mà bà Hạnh. Ông bà ngoại thích ăn cái gì đó? Nó tiền nè chứ ngoại nữa quan trọng mà còn ăn được chứ lẩu mắm hay lẩu cua lẩu mắm gì? Đi chị thích ăn là được lẩu mắm không trời lẩu mắm hay lẩu cua là gì lẩu cua đồng á dầu hải sản đi thích ăn gì thích ăn cái gì á hôm nay có việc ở với gia đình của chị nè ha. Tôi ấy tôi nghĩ cái khác mà tôi mới bên sao vậy tôi ghét nhất là một thứ nhất đó mò mời bóng đá hay gì đâu mà để ái mộ Messi hay gì kìa có cái hình này đứng ôi trời đừng nói tôi thương Messi nghe tôi bỏ nhà ra đi với Messi nhiều lắm rồi đó ừ trời ơi thứ nhất tôi nghĩ là mình đang nói về cái vấn đề mà nói chuyện yêu mình đón làm bậy nè mình nghĩ đón nghĩ cái gì đó không ơi mến ơi không có thứ nào Tina ăn thử thích ăn gì bà ngoại bé Tina à cái đường phía trước đó, bà con cô bác như là được mua cái máy có 100 mấy nè đó thì nếu mà xe chạy mạnh thì nó chăn vô nhà bà ngoại luôn á anh chị đó. Sao chị Nghĩa? Dán gì á?
Tôi hả? Ăn lẩu gì giờ mấy chú? Mấy chú ăn lẩu gì? Anh đâu biết đâu. Em là thổ địa ở đây mà em hỏi anh sao nữa? Tôi hả? Về Long Xuyên thì tụi anh là thổ địa. Ừ. Con người dắt đi nè. Lâu quá đưa. Lâu quá thì không có đi ấy, không đi chơi. Chơi đi, thôi. Đi vô nhau vốn rồi. Bây giờ muốn ngồi ăn ở nhà ở đây cũng được, cũng vui lâu rồi. Lâu quá không đi ra ngoài, ngoài kinh doanh. Dễ bên ngoài ha. Ừ, không đi ra ngoài. Với lại nó qua rồi. Qua rồi cái thời đó ha. Chị Nghĩa mua giống để kẹp ha. Cũng làm đẹp ha, từ khi chị Nghĩa được anh Huy á, có anh gì nè. Anh gì nè, anh Huy cũng tiệm nè. Anh Tấn. À, anh Tấn á. À, làm đẹp cho chị Nghĩa được, chị Nghĩa làm như bắt bén à, ghiền à, mua cái đồ dụng cụ để dành nhà làm đẹp luôn tại mượn, nhà. Mượn 200 ơi, mượn 500 ơi, mượn 1 triệu đãi khách ơi. Dạ dạ. Gặp anh ba mượn tiền anh ba liền ha. Vì đãi khách coi hả? Lúc có tiền tôi xài như chị kia nó đại gia. Trời ơi. Mình ơi mình xài mình nhà dành xài, em nhà gửi con út nhà nhà gửi một ít xài ít thôi yeah. Tại vì ở nhà mình nó khác thì nhà cái đó mình làm ra tiền được không ra tiền đó. Nhưng mà ở nhà phải xài tiền cái kiểu mà theo như cái của tôi gia trưởng tôi mà không được bà mất công bởi vì ở nhà còn tôi ra ngoài thì khác đi chơi không đi chơi thôi đi chơi xả láng tôi đi chơi cũng cái kiểu không phải đi xả láng kiểu mờ ấy đâu nha kiểu ấy đâu kiểu không anh kiểu có ý á. Anh nghĩ em không phải vậy à, tôi thôi tôi bây giờ tôi có tiền lắm á tiền chú phải xài chứ mới có tiền rồi để ngoài nó không ra có tiền phải tiêu tiền mới ra tiền khác đúng không rồi, đúng rồi. Tiền không tiền mới để anh ba nói gì ăn gì lẩu mắm hay gì kìa mua lẩu mắm nó còn lẩu mắm hay sao vậy lẩu mắm thì ông đừng có để cái ăn ta đừng có để gì vô ta ăn đau họng cứ cộng ra đi là sao? Lòng mắm càng đeo không anh ba? À, lòng mắm càng đeo không anh ba? Hả? Lòng mắm càng đeo không? Ở dưới này là đầy đầy chút. Khi người ta lên giao lên được không? Hả? Ta giao lên đây không? Giao không giao đâu, đi giao đây. Mình... Không đâu, dễ để giao đâu, không giao đâu. Không có shipper hả? Không, không có shipper. Ông tính định mua giùm phải không? Ông mua giùm được không? Mua nhờ đi. Chút chạy ra mua cho. Nhờ giùm ha. Mất làm một chuyện rồi. Không thôi ông có biết cái chiếc xe ông đã ôm nào không mình nhờ mua được không? Ở đây không có shipper sao? Không có, chú đi mua nha, chú chạy mua nha. Còn ăn gì nữa không? Tina ăn gì không? Uống bia không? Lẩu mắm được rồi, mình uống vài lon bia đây, lẩu mắm với mua thùng bia Sài Gòn đi. Ôm mô phạt à trời ơi, anh về ngược Long Xuyên nữa, anh không uống nhiều nữa à. Thùng có 300 ngàn à? Không, mình không phải nói cái gì. Cái lẩu mắm nhiêu nữa? Thôi mua nửa thùng được không? Mua nửa thùng bán không? Bán hết mua thùng muốn 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 nhiều đó uống nhưng mà anh không uống nhiều ông chào mua giùm nhờ ông nha tôi nhờ ha mua cái gì mua em gửi tiền lại cho nửa thùng bia Sài Gòn với lại cái lẩu mắm được rồi với nước đá nữa Xuyên anh không có ở đây được lần đầu cũng như là gặp nhẹ cũng có cái không khí nó vui vui gì đừng gặp anh thôi gặp anh là chán luôn á ông giống giống cái ông gì đây nè tôi nhớ nãy giờ tôi ngồi tôi gắng nhớ không chết là nhớ rồi không phải giống cái ông đừng nói giống cái ông đại gia nào ở đây nha anh là cù bắp cái cua bắp cua bắp đi tôi uống cua bắp nè đúng á cua bắp cũng được đại gia cũng được ngày mai nó dỗ qua nhà em nó điện nè dỗ bà lão gì vậy
Là tôi đại gia đó. Lâu. Nghe nè. Nhìn em biết đại gia rồi còn da với xương. Không đại gia công chứng đó. Chứ em có những cái em nói, nếu mà ngồi suy nghĩ á, anh sẽ thấy nó hay á chứ. Nhưng mà đôi khi em nói những cái đó mẹ em hả? Chà bờ quẹt á. Giàu nhiều thứ lắm. Nói chung mình giàu và lòng nhân ái nhưng từ là không giàu nhất rồi. Có mình anh tán tại tôi tự ấy. Coi chừng nó hư cái điện thoại em, nó hồi nó vô tới kìa, hư cái điện thoại à. Tôi tự nghĩ tôi giàu đó. Ê ông Tiến ông nói ông cho tôi mượn 20 triệu. Tôi vô tới hư cái điện thoại giờ. Để qua có thuốc đi. Ông Tiến ông nói là trời ơi trời, còn có 200 ngàn nè bà, tôi mượn cho mượn tôi đưa mượn 500 ơi. Trời, bà không có gạo ăn rồi làm sao bây giờ tôi nhà bả đâu có nuôi được đâu. Ở trên kia cũng vậy, ở dưới này cũng vậy. Thôi bà đi mượn tiền cho tôi mượn 500 ngàn coi nào. Trời. Ngày mai đến giỗ, ngày mai tôi đâu có tiền cho bà, nó nói kìa. Ừ, nó chung có tiền cho bà đó, bà anh ơi, nói vậy. Nó chơi thôi bà ấy đi. Qua lần cơm ra. Bà là bà ngoài. Bà bữa nào bà qua đi coi tôi sao thấy bà chứ vậy? Ngày mơ vậy xuống là vô mắt. Hả? Đi làm chút lụm con iPhone, ai giỏi. Dây. Dây. Trời ơi trời ơi, ăn cho cố vô cái mặt trà bá trời trời. Dây. Hả? Mới đi miếng chị đi chợ về. Cái gì hôm qua đây nè. Đây nè đồ đó nè đó. Đã đem về đóng đồ kìa. Cười kìa. Đi vậy. Út nhớ nhớ em kìa. Nhớ em đi. Đây nè có mấy YouTube lại quay đây nè. Dạ chào. Em Út hả bà ngoại? Mời qua đi, mời qua.